Con này hôm qua anh em hỏi con màu đỏ này. 36 củ. Con này chạy 41.000. 41, 42.000. $41,252 cây. Rồi su. Đấy, hôm qua thông báo nhẹ nhẹ cái cũng đi mất mấy con. Con 23 củ là không còn nữa. Đi con đấy nhân, đầu tiên. Nhân gấu luôn hả? Con này thì 37.000 cây, giảm xuống còn 28 củ. 28. Su mà giờ 28 tính là nó rẻ. Số 47 Đắk Lắk. Mới nó cũng mắc chích bà chứ có rẻ đâu. Ừ. Nhưng mà có cái là mấy thằng cu em này nó ghi cái thông số sai à? Sai. Con này đồng hồ của nó là chỉ có 3.000 cây thôi, 3.772 cây, nhưng con này đã bị tua đồng hồ. Vỏ zin theo xe mà còn cỡ này thì xe xác định nó chạy được khoảng cỡ hơn chục ngàn tí. Đúng không? Khoảng chục ngàn. Đấy mấy em nó táng cái chip ấy. Cái này ghi 10.000 cây. Rồi. Còn đây là biển số Sài Gòn. Con này chạy thì có 3.000 cây thôi. Con này sẽ để cho anh em là 37. 37, con này đẹp. 2023, đăng ký 2023 nhé. Rồi, con này. Con này thì đang rút hồ sơ, nó là biển An Giang, 28 củ. Đấy. Còn bên trong kia thì nó là biển 77. Con này thì giá 26, con này còn 26. Rồi, màu đỏ đen. Màu đỏ đen, con này biển số 81 Gia Lai, còn 26 củ. 26 củ. À, anh em thấy là hôm qua anh em xem cái clip giảm rồi á, nhưng mà bữa nay mới báo là có nghĩa là báo trực tiếp luôn, giảm luôn. Báo chi tiết. Ừ. Đấy. Con này thì biển số 68 ABS, con này sẽ giảm xuống còn 32, 30.000 cây. Rồi, con bên này. Chiếc này biển số 94 của Bạc Liêu, con này sẽ giảm xuống còn 27 củ. 27. Con bên trong biển Đắk Lắk đang rút hồ sơ, giảm xuống còn 27 luôn. Rồi, đây nữa. Con này 27 củ. Con này biển số 67 An Giang, 27 triệu. Rồi, con bên trong biển số 70 Tây Ninh. Con đây cũng giảm xuống còn là 26. 26 củ. Rồi. Con đây có sẵn hồ sơ. Sẵn hồ sơ thì con này giảm xuống cho anh em còn 28. Con bên trong biển 68 Kiên Giang 2020 thì con này giảm xuống cho anh em là còn 28 luôn. Rồi, con này tem trùm đẹp. Con này thì giảm xuống còn 27. 27. Tiếp tục màu đỏ. Màu đỏ biển 67 An Giang thì chiếc này đang giảm xuống cho anh em còn lại là 28 củ. Ok. Sao con? Màu đen. Con xin quyền bố cho đi ăn. Bà mẹ xuống dưới ngăn kéo rồi. Con này biển số 60 Đồng Nai ABS thì con này cũng giảm xuống là còn 32. 32. Rồi, màu xanh. Đợt này bộ độ có nhiều phết nhỉ. Bộ độ. Con này thì còn có 24. À 24, chắc là cái con 23 hôm qua là đứt. Đúng rồi, 25 giảm xuống còn 23 là đứt. 23 đứt. Còn đây con này còn lại giảm xuống còn 24. Con này con rẻ nhất. 24 củ rẻ nhất. Đấy, anh em chú ý ha. Nhanh lắm như vậy. Rồi. Con này thì sẽ giảm xuống cho anh em là còn 26. 26. Con bên trong kia thì biển số Tiền Giang, con đấy cũng giảm xuống 26 luôn. Nhưng mà tính là cái lô cờ đích này trước Tết so với trước Tết nó giảm đi nó rỉ hơn nhiều quá chứ anh. Đã rẻ rồi nhưng mà mình thì còn giảm thêm giảm nữa rồi bây giờ tính là nó rỉ hơn trước Tết nhiều luôn lô su này. Đúng rồi. Rồi qua GZ đây anh em. 125, 18 củ. 18. Con này thì không bao rút hồ sơ nhé. Ok. Rồi 150. Con này biển số 67 An Giang chạy được khoảng cứ ba mấy bốn chục ngàn. Đang giảm còn 46. 46 con bên này. Còn bên đây thì biển 67 An Giang, con này giảm xuống còn 40 còn 50. Con này đi có 7.000 cây thôi. Ok. 28 nhé. Con này nó là 2017. À quên 2013.
đang giảm xuống còn 35. Còn con này hình như là rẻ nhất này. Con này làm máy rồi giảm xuống còn 27 triệu. Z150A 27 như beo tàu. Rồi. Còn bên đây thì biển số 43 Đà Nẵng 2017 thì con đấy sẽ để cho anh em là 47 củ. 47. Còn con này 47 củ sẽ giảm thêm cho anh em thì còn 45. Ok. Còn con bên này sẽ giảm xuống cho anh em là còn 50. 50 biển Đồng Nai. Mới lắm nha nào. Alo. Em nghe ạ. Alo em nghe ạ. Sao anh? Chiếc này thì nó là Su Bandit. Hôm bữa đã giảm còn 27 mà bữa nay giảm xuống thì chỉ còn 25. Có nghĩa là chưa bao giờ Bandit mà nó rẻ như thế này. Hồ sơ cũng sẵn đây nhá. Tất cả những cái giá này là báo là đã bao rút hồ sơ rồi. Ok. Còn tiếp rồi. Theo là biển số 49 của Lâm Đồng. Thì con này đi được 31.000 cây sẽ giảm xuống cho anh em còn lại là 26 củ. 26. Rồi. Trước khi mà mình chưa giảm giá này nhé. Nó đã giảm được được rồi. Nó hôm trước giảm một đợt mà xuống còn 28 củ. Anh em đến coi xe giảm thêm 500 mà mình còn không giảm. Ở đây là báo giá là báo giá bán thôi. Đúng không? Khi nào mà có chương trình giảm như này là mình sẽ thông báo giảm công khai hết. Con này thì bữa nay giảm xuống còn 31, xe rất 31. Đẹp. Rồi, đẹp son. Rẹp son này sẽ giảm xuống còn 30, con này đã có sẵn hồ sơ nhé. 30. Bandit màu đen này, con màu này đen này sẽ giảm xuống còn 35 này. 35. 35, con này đi có 3.000 cây thôi. Ok. Đấy. GXS. Con này thì 2020 giảm xuống còn 28. Rồi, màu đen. Con màu đen đây thì nó là biển số 93 Bình Phước, giảm xuống còn có con này 25 giảm nó còn 23, giảm phát nữa là nó còn có 21 thôi. Giao 21 S mà bữa nay còn 21 triệu à. Bằng FZ cũng. Rồi, chiếc này thì đã có sẵn hồ sơ, giảm xuống còn 24. 24 không bữa nay. Còn bên kia thì đi được 11.000, giảm nó còn có 26 thôi. Okay. Rồi, CB190F này. CB190 đợt vừa rồi cũng giảm xuống còn 32 củ, không thể giảm nổi hơn. Thậm chí như cái con này nằm lâu này lỗ là hơn chục củ, không giảm hơn được nữa. Ok. Giảm được là giảm cắt luôn để cho nó chống bững. Đợt rồi, này xe này hơi dài. Z25 này cũng lỗ có một con nằm lâu phết. Con này nằm lâu này. Con này từ lúc 40 mấy triệu giờ giảm xuống còn có 30. Rồi. Còn bên đây thì nó là biển số 93 Bình Phước 2018, bữa nay còn 32. 32. Thì cái chuyện mà kinh doanh thì có con nó lỗ, con nó lời là rõ ràng. Giờ 220. Con này bữa nay giảm còn 28. 28. Còn con này mới thì về. 27 triệu. 27. 27 triệu. Nhiều quá mà bảng giá còn chưa chưa khắc kịp. Rồi, MAP 300. MAP 300 giảm xuống cho anh em còn 45. 45. 45. Rồi. Bên này thì có Bentley 302 này nè. Bên này còn cũng 4 con. Nghe này. Nghe nghe. Alo. Tí nữa em gọi lại nhé, em quay video hết. Rồi, con này thì 38 triệu. Còn 38. Con đen có sẵn hồ sơ thì còn lại 40. 40, con màu cam. Con màu cam thì giảm xuống sẽ cho anh em còn lại là 43. 43. Rồi. Còn con ngoài này, con này thì không bao rút hồ sơ đâu. Con này giảm xuống là còn có 33 thôi. 33. Bentley 302 là cái thì tiếng máy nghe rất hay. Ok. Sang bên này. GD110. GD110 con này thì có 17 triệu thôi. Thôi bé bé này thì tôi giảm thêm triệu đi. 16. Đấy, GD ở đây có 16 triệu thôi anh em. Okay. Giảm tí nó có tí không khí. Rồi, còn MT, MT này thì 50 củ sẽ giảm xuống cho anh em là còn 48. Con này mấy... là ABS đúng không? Không biết thanh niên nào mà ABS phía bên kia. Ghi Odo mà không phân biệt được Odo với chip nữa. Con này mình nhớ đi 22.000 cây nó ghi có 2.500 cây. 22.000 cây với lại 2.500 cây khác nhau nhiều lắm. Không?
Đấy, con này rồi, 7, con ABS này. Con này ghi 7.900 cây thì đúng. Đó là C2020. Con này thì nó là độ thắng ABS giảm xuống còn 53. 53. Có con này. Con này đi 10.000. 2020 biển số 47 của 49 của Lâm Đồng, có lên thùng cả đầy đủ. Giá của nó là 48 nhé. 48. Còn đây sẽ giảm xuống là còn có 44 thôi. Con này chạy 32.000 cây biển An Giang. Con có thùng này thì đã có sẵn hồ sơ, anh em về đăng ký luôn. Thì sẽ giảm xuống cho anh em còn 45. 45. Yeah. Rồi, có con này. Con này thì nó là biển số 59 Sài Gòn. Đấy, 59 Sài Gòn thì đang giảm xuống còn 45, đi 22.000 cây. Rồi, W175. W175. Con này 2019 và sẽ giảm xuống cho anh em là còn lại là 43. 43. Đấy. Con đấy là biển Đồng Nai đi 17.000. Con đây thì 2019 biển số 93 Bình Phước và nó đi được 6.000 cây, 44 triệu. Đấy. Rồi, con này. Con tiếp theo, con này thì nó 2018. 2018. Nhưng mà đi có 3.000 cây này, giá 48 triệu. 48. Rồi, bye bye. Con này thì 2019 biển Sài Gòn, con này giảm xuống còn có 37. 37. 37 triệu. Rồi, Gentleman. Gentleman thì còn 28 nhé, Gentleman biển Sài Gòn. Ok. Ligon. Ligon 150 đi 9.000 cây biển Sài Gòn, còn 30. 30, màu đen. Đó. Hôm trước ông kia ông ở Phú Thọ à? Ông bảo bớt cho ông 1 triệu 31, đồ vốn. Đúng 32, nhưng mà bữa nay nhưng bảo chương trình giảm 30. Thì còn có 30 nữa. Con này 59, biển 59 Sài Gòn, thì con này sẽ giảm luôn 28 nhé. Con GD này 19 củ thì cũng giảm nhẹ cho anh em còn 18. 18. Đấy. Rồi, Bê-tôn. Bê-tôn 150 còn 26 triệu. 26. FZ 150. FZ con này 19 củ. Giảm cho anh em 17 luôn. 17. Tiếp tục con màu trắng. Con này còn 18. Đấy, 18 triệu FZ 150i. Rồi. Con này còn 20. 20 biển số 68 của Kiên Giang. FZS. FZS thì con này giảm thêm nhẹ cái đi. Còn 11. 11 cái vô FZS mà bữa nay còn 11 triệu thôi. Con màu vàng này giảm cho anh em còn 13. 13. Đấy. Rồi CB 170. CB 170 con này 15 à. Giảm cho anh em còn 13 luôn. 13 luôn. Rồi. Còn con 59 Sài Gòn này cho anh em còn 11 triệu. 11 triệu luôn. Đúng rồi, 11 triệu đấy. Luôn. Benelli 150. Đấy, con này lỗ 2 triệu rồi, bây giờ lỗ nữa ta. 12 triệu, để cho nhà 11 triệu. 11 triệu. À. Con Work 125 này sẽ giảm xuống cho nhà em còn 15. 15. À, Kimco này 50. Thì 8 củ thì cũng không có được nào giảm rồi. À, con rồi, màu vàng hôm trước. Con màu vàng hôm trước vừa báo 18 củ. Vẫn sẽ giảm xuống cho anh em còn 16. 16 luôn. Những cái con nào mà vẫn có khả năng có thể giảm được là giảm xuống cho anh em luôn. Đang xả. Con này thì đã có sẵn hồ sơ giảm xuống cho anh em còn 24. 24. Màu trắng. Màu trắng này thì sẽ giảm xuống cho anh em còn 23. Rồi. Gavit Demon. Demon thì sẽ giảm xuống cho anh em còn 14. 14. Rồi. À, con Rebel 150 à? Con đấy là con gì nhỉ? Vento 150. À, Vento ấy. Sẽ giảm xuống cho anh em còn 18. 18. Đó là toàn bộ cái lô xe mà anh em thấy không? Đợt này giảm có nghĩa là rỉ thôi rồi luôn. Coi những như... cái dòng xả gọi là chắc chắn lỗ. Coi như là khu vực trên này này là giảm toàn bộ. Với lại cái dưới là có R15, V3, VC, VR. Đấy. Thì anh em mà quan tâm đến chiếc nào cần chi tiết hơn thì mình có thể alo. Cái thời gian mà mình kéo dài cái chương trình giảm này đến hết ngày 30 tháng 4, anh em có thể đặt cọc trước, mình sẽ giữ xe trong vòng 1 tháng tối đa nhé. Rồi, xin chào anh em. Okay.